Chào mừng các bạn đã đến với Sát Sale và Đánh Giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi K40 Gaming. Đây là một chiếc điện thoại rất là đẹp và vừa ý của mình luôn. Năm trước là mình cũng mua cái con điện thoại này rồi với giá 8 triệu. Thì hôm sau nó còn giảm giá còn có 7 triệu rưỡi thôi. Con máy này sử dụng chip Dimensity 1200, 6 nanomet các bạn nhá. Và cái hiệu năng chơi game của nó khá là ngon đấy. Và hôm nay mình sẽ test cái hiệu năng của cái con máy này nha. Phiên bản MIUI đang cài sẵn trên máy là MIUI 13.0.4. Và đây là phiên bản RAM 12, bộ nhớ 128GB nhá. Các bạn ạ, để test hiệu năng của con máy này thì hôm nay mình sẽ chơi hai trò, đó là PUBG Mobile và Genshin Impact. Để vào game space của máy thì các bạn gạt nút trigger lên. Wow. Khi mà bấm vào thì nó còn rung máy cơ, khá là hay ho. Bắt đầu chơi. Về phần đồ họa của PUBG thì K40 Gaming đã cho phép mở 90 khung hình trên giây rồi nha. Mình sẽ lựa chọn mức cấu hình là mượt, 90 khung hình trên giây, nhiều màu khử dâm cơ 2x. Phím trigger khi mà bấm vào nó sẽ có đèn lên này. Mình cài đặt được cả cái đèn này luôn các bạn nha. Về màn hình của con này là màn hình OLED. Màn hình của Redmi K40 Gaming là màn hình OLED. Độ phân giải là Full HD, kính cường lực con tinh tinh 5 nha. Viền hai bên, viền trên rất là mỏng luôn. Và viền dưới thì dày hơn một chút. K40 có loa kép và hai loa này thì nó được tách biệt với cái loa đàm thoại. Mình sẽ tiến hành đo FPS luôn các bạn nhé. Về đồ họa của máy thì mình đã để mượt và 90 khung hình trên giây rồi. Tuy nhiên mà app BirdDog ấy thì nó chỉ báo là 60 FPS thôi, mình không hiểu như thế nào nữa. Mình sẽ thử bật chế độ hiệu suất lên xem nó có kích lên được 90 FPS không. Phần nhiệt độ phía trên nó đã truyền qua khung máy rồi, khá ấm rồi. Mình chơi được 3 phút rồi mà app BirdDog nó vẫn báo chỉ là 60 FPS thôi. Chuyển xuống cực cao cái là còn 40 luôn này. Ok, vì không đo được 90 FPS nên mình sẽ chuyển sang chế độ HDR và cực độ nhá. Tấm nền màn hình ở trên điện thoại Redmi K40 Gaming là một tấm nền OLED nhưng mà cho chất lượng trung bình thôi. Nó rất hay gặp các cái lỗi hiện tượng, ví dụ như tự dưng đang dùng thì xám màn. Phần phía trên này đã nóng lắm rồi các bạn nhé. Tuy nhiên FPS thì vẫn rất là đều, 61 này, 60, 59 này. Chán nhỉ, không bật lên được 90 khung hình trên giây này. Phần camera đằng sau này đã rất là nóng rồi các bạn nhé. Mình thấy nhiệt độ cũng khá là nóng rồi ấy. Mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ luôn nha. Nhiệt độ mặt trước là 36 độ C. Nhiệt độ mặt sau cũng là 36 độ C. Về phần trăm pin thì lúc nãy là 95% và bây giờ chơi khoảng tầm 10 phút còn 85% pin. Khi bật HDR và cực độ lên thì FPS dao động từ 58, 59, 60 nhé. Chơi thế này là ổn chứ các bạn nhờ. Phần nóng nhất của máy là cái phần khung kim loại ở phía trên này.
khi mà tay mình để vào ấy thì bỏng rát lên luôn. Nóng lắm rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì chơi game vẫn khá là mượt. Có thể kết luận là nếu mà các bạn nắp thêm cái quạt tản nhiệt chơi PUBG trên máy này vẫn ok nha. Chỉ ngại mỗi cái là FPS 90 nó hơi bị ảo một chút. Và cái nhiệt độ nếu mà không dùng ốp ấy, cái phần tay này cầm mà không thể nào chịu nổi được luôn các bạn ạ. Đây là sự thật đấy. Chơi game kể cả khi mà nhiệt độ nó tăng cao nó cũng không bị knock FPS xuống còn 40 đâu các bạn nhé. Vẫn khá là mượt. Ok thì trận đấu đã xong rồi. Mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ nhé. Chơi xong một trận 20 phút thì hết tầm 12 đến 15% pin các bạn nhé. Nhiệt độ mặt trước là 43,5 độ C các bạn nhé. Nhiệt độ khung viền chỗ cao nhất cũng là 43 độ C thôi. Cao, nhiệt độ cao hơn khá nhiều các cái con máy khác mà chơi PUBG. Nhiệt độ mặt sau bây giờ là 41,3 độ C ạ. Đây là biểu đồ chơi PUBG Mobile của Redmi K40 Gaming các bạn ạ. Thì FPS trung bình nó rơi vào khoảng 59,9 FPS. FPS thì hầu hết là thẳng tắp này. Còn khi mình bật HDR vào cực độ cũng như là máy đang nóng lên thì FPS có vẻ như lên xuống rất là thất thường. Tuy nhiên máy này chơi vẫn rất là mượt các bạn nhé. Sau khi chơi PUBG xong thì máy đã nóng lên rất là nhiều rồi. Và mình còn phải tải lại cái dữ liệu của Genshin Impact nữa. Nên mình đã quyết định để cho nó hạ hỏa một lúc. Nhiệt độ bây giờ của mặt trước chỉ là 34 độ C thôi. Và nhiệt độ mặt sau cũng như thế. Điện thoại hiện đang còn 69% pin nhé. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến với Genshin Impact. Cấu hình mà mình lựa chọn trong Genshin Impact là bug setting các bạn nhé. Tất cả các cái đều cao, cực cao, FPS 60. Mình sẽ tiến hành đo FPS các bạn ạ. FPS đang bị lốc xuống ở mức 45 FPS thôi các bạn ạ. Mình sẽ thử bật cái chế độ hiệu suất lên. À, mình đã bật chế độ hiệu suất lên rồi. Mình bật chế độ bình thường thôi mà. Vừa vào chơi một tí có vẻ máy đã nóng lên tầm 40 độ C rồi các bạn ạ. FPS không lên được 50 luôn. Bốn ba FPS các bạn ạ. Không lên được 60 FPS. Mình xin phép là để cái đồ họa giảm xuống xem nó có lên được 60 FPS không nhé. Không lên được 60 FPS các bạn ạ. Nhưng mà chơi được 40 FPS thì khá ổn các bạn ạ. Nhưng mà kể cả trên con K50 Gaming đôi khi cũng bị lốc FPS luôn các bạn ạ. Chip Snapdragon 8 Gen 1 đấy. Còn với con chip Dimensity 1200 hiện tại là đã yếu rồi. Không chơi được 60 FPS luôn.
chơi game được tầm 8 phút thì cái phần nhiệt độ của nó đã rất là nóng rồi. Nếu mà các bạn chơi ấy cầm như thế này khó chịu cực kỳ luôn. Mình thấy con này pin trâu hơn con Redmi K40 rất là nhiều luôn ấy, chỉ hơn 500 mAh thôi nhưng mà trâu hơn rất là nhiều. Mình chơi được 13 phút rồi và FPS toàn lốc ở 3940 thôi. Phần trăm pin thì tụt từ 69% xuống còn 63%. Vì Genshin Impact thì là một cái trò rất là nặng. Có thể là chip Dimensity 1200 này không yếu, tuy nhiên cái tối ưu cho game của nó thì chưa được tốt. Mình đã chơi được 17 phút game Genshin Impact rồi. Mình sẽ dừng cái trò chơi này ở đây nhá. Nhiệt độ mặt trước của Redmi K40 Gaming là 42 độ. Nếu mà 42 độ thì khá là ổn đấy. Nhiệt độ mặt sau là 40 độ. Tuy nhiên nó chỉ có thể lốc FPS 40 FPS thôi. Nên là mình thấy nhiệt độ như thế này chưa phải là nhiệt độ mát nhất nhá. Đây là kết quả đo FPS khi chơi Genshin Impact của Redmi K40 Gaming các bạn nhé. Trên đây là video mà mình đã đánh giá cái hiệu năng thực tế của con Xiaomi Redmi K40 Gaming này sau một năm mà nó ra mắt. Với cái tựa game PUBG tuy là cho mở 90 FPS nhưng mà đo bằng BirdDog thì nó chỉ được 60 FPS thôi. FPS trung bình là 59 FPS. Còn đối với Genshin Impact thì nó lốc từ đầu không cho lên 60 FPS luôn. Mình có giảm cái mức đồ họa xuống trung bình cũng không thể lên được 60 FPS các bạn nhá. Con chip Dimensity 1200 không phải là con chip yếu. Tuy nhiên con chip này sau 1 năm có vẻ tối ưu vẫn chưa được tốt. Còn các bạn thấy hiệu năng của chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming thế nào thì hãy bình luận phía dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.